Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Yến Vi giờ ra sao sau khi trải qua loạt biến cố trong cuộc đời? Yến Vi sinh năm 1979, từng được mọi người biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc do Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Gia nhập làng giải trí, cô hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên. Riêng trong lĩnh vực diễn xuất, tên tuổi của cô gắn liền với những vai diễn trong phim Gió qua miền tối sáng, Những nẻo đường phù sa, Dòng đời, Biển hát. Nhưng đúng trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vào năm 2005, Yến Vi không may bị để lộ clip nhạy cảm. Sau đó, cô vướng thêm hàng loạt lùm xùm không mong muốn. Biến cố chưa dừng lại ở đó, trong lúc đau buồn nhất, bố của Yến Vi qua đời khiến cô hụt hẫng, phải rời xa showbiz. Sau thời gian ở Ấn, vào năm 2009, nữ diễn viên 7X kết hôn với một Việt kiều và sang Mỹ sinh sống lập nghiệp. Thời gian đầu, cô cùng chồng mở tiệm nail để kinh doanh. Khi sống cởi mở và thoải mái hơn, Yến Vi hoạt động nghệ thuật trở lại và trở thành tên tuổi đắt xô ở thị trường hải ngoại. Thỉnh thoảng, khi có những đồng nghiệp từ Việt Nam sang Mỹ biểu diễn, cô cũng vui vẻ hội ngộ và chụp hình kỷ niệm. Vào năm 2019, cô cũng từng trở về Việt Nam để trình diễn thời trang trong một sự kiện và thăm người thân bạn bè. Hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, diễn viên đình đám một thời vẫn chủ yếu làm việc ở Mỹ. Show diễn không còn nhiều như trước, nhưng vẫn có những chương trình để Yến Vi thể hiện niềm đam mê và nguôi ngoai nỗi nhớ sân khấu. Bước vào ở độ tuổi 42, nhan sắc của cô có chút thay đổi theo thời gian. Về cuộc sống riêng tư, được biết Yến Vi nhận được sự yêu thương và ủng hộ hết lòng của người bạn đời, nên mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.